cầu thủ: A. Pele, B. Michel Platini, C. Frank Beckenbauer hay D. Ronaldo Luis de Lima? Thực sự thì em cũng là một người hay xem bóng đá, nhưng câu hỏi này thì em có một chút không chắc chắn lắm. Pele là cầu thủ của đội Brazil, và Brazil thì cũng vô địch World Cup khá nhiều lần. Em phân vân giữa Ronaldo và Pele. Em muốn nhờ sự trợ giúp 50-50. Khi người chơi phân vân giữa hai phương án thì đây là một sự trợ giúp rất đắc lực. Chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ đi hai phương án sai. B và C là hai phương án sai, còn lại đúng hai cầu thủ của Brazil. Và một trong số họ. Em muốn nhờ sự trợ giúp của tổ tư vấn. Tổ tư vấn có khán giả nam nào hay xem bóng đá? Vâng, đã có những cánh tay giơ lên. Xin chào quý vị khán giả và anh Lại Văn Sâm, em là Nga đến từ Đại học Ngoại thương ạ. Em xin trợ giúp cho bạn câu trả lời là Pele. Người đầu tiên chọn A và chúng ta nghe tiếp. Tôi tên là Lê Đăng Đức, tôi hiện đang công tác tại Bộ Công an. Tôi xin trợ giúp cho bạn là phương án D. Bởi vì theo tôi được biết thì cầu thủ Ronaldo là hay là còn gọi là Robéo là cầu thủ có 3 lần liên tiếp tham gia đội tuyển Brazil, và lần đầu tiên cậu ấy tham gia khi mà có 18 tuổi và là đội hình đội dự bị, và cậu ấy đã vô địch ngay cái năm đấy, và năm tiếp theo là cậu ấy cũng trên cương vị là cầu thủ chính đá chính cho đội bóng, và đã Brazil liên tục cả 2 năm tiếp theo là vô địch, và thậm chí một trong 2 lần đấy là cậu là cầu thủ vua phá lưới. Vâng, người thứ 2 chọn D và người thứ 3. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Mai Hồng Quân, đến từ Tổng cục Môi trường của Bộ Tài nguyên. Tôi xin đưa ra phương án là Pele. Người thứ 3 chọn Pele. Trong 3 người thì 2 người chọn Pele, còn 1 người chọn Ronaldo, nhưng mà anh chọn Ronaldo lại có những cái lý giải khá là kỹ càng, nên em cũng rất phân vân. Em sẽ chọn phương án cuối cùng là phương án D. D, Ronaldo. Và chúng ta sẽ biết kết quả sau ít phút. Trở lại với chương trình, ai là triệu phú? Bạn Vũ Thị Ngọc Quỳnh đến chúng ta từ Vĩnh Phúc đã quyết định chọn phương án D, Ronaldo Luis de Lima, cho câu hỏi của chương trình đưa ra là: tính đến nay ai là người duy nhất trong lịch sử bóng đá giành được 3 chức vô địch World Cup với cương vị một cầu thủ? Tổ tư vấn tại chỗ thì 2 người chọn Pele, 1 người chọn Ronaldo, nhưng bạn Ngọc Quỳnh đã quyết định chọn theo tiểu số Ronaldo. Và bây giờ là lúc chúng ta sẽ xem kết quả đúng. A. Pele. Vâng, Pele là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển bóng đá quốc gia Brazil, và cũng là người duy nhất trong lịch sử môn thể thao vua này giành được 3 chức vô địch World Cup dưới cương vị là một cầu thủ.